Xin chào anh em, chào anh em đến với kênh Trai Phố Núi. Kênh Trai Phố Núi chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn. Sáng Trai Phố Núi lại chăn bò anh em ơi. Tay nó xuống rồi nhưng chưa co được tay anh em ạ, nó co nó đau. Hay hôm nay mình lại không đắp thuốc rồi, chủ yếu chườm đá lạnh thôi. Mình thấy đắp thuốc nó xuống được như này thôi, không xuống được nữa. Đắp thuốc nó vướng, thế là bây giờ mình thì chườm đá. Sáng vừa cho hai cái bát nước vào cho trong ngăn đá để về trưa nay nó đông rồi mình sẽ về chườm. Chườm nó sẽ xuống nhanh không? Thế một số người chia sẻ rằng bong gân chủ yếu chườm đá thôi. À, pin yếu rồi. Tranh thủ quay video khi pin đá báo yếu rồi. Pin yếu lắm nên một tí không quay được. Giờ mình tắt chế độ tiết kiệm pin để nó quay nó sắc nét hơn. Nếu bật chế độ tiết kiệm pin camera sẽ tối. Có lẽ là cam vẫn tối cái gì nhỉ? Hôm hừng nắng rồi anh em ạ. Cái chú ông thợ tranh thủ lấy phần hoa này. Mờ thế nhỉ? Sao mờ thế? Không hiểu tại sao luôn. Mở tịt thế này à. Chả hiểu tại sao chế độ tiết kiệm pin tắt rồi mà vừa đang tắt đây, độ sáng thì mắc. Không hiểu tại sao video mở thế nhỉ. À, hôm trước mình thấy một cái đàn ong nó bay từ trên này sang bên này, sang đồi bên này. Chắc ở đồi bên này nó có gốc cây gì đó rỗng. Nó vào đấy trú ngụ rồi. Hồi nào mình sẽ lên trên đồi trên này đi, tìm ở trên kia những gốc cây những kia cây nào rỗng. Chắc có một đàn ong bay qua kia rồi. Nắng đẹp này thích hợp bắt ong soi rồi anh em ạ. Tại đâu giờ chưa làm được gì. Có lẽ video cũng dừng ở đây. Chưa có gì chia sẻ anh em lắm. Mình sẽ vào mạng cập nhật một số tin tức về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Xem ông nào giành chiến thắng nhé. Bây còn chờ kết quả soát phiếu này rất lâu. Không phải như năm 2016. 2016 bầu cử rất nhanh luôn. Hiện tại thì bây giờ ông Biden đang dẫn trước à, 131 phiếu sao ấy. Ông Trump 98. Rồi vào mạng cập nhật một chút tình hình về bầu cử Tổng thống Mỹ nào.